Các bạn thân mến, với mong muốn của nhiều thầy cô là làm thế nào để thiết kế được những cái tự mình nhé, thiết kế được những cái trò chơi để có thể sử dụng trong những cái giờ học để hấp dẫn học sinh, thì video này chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Đầu tiên thầy cô mở một cái slide trắng như thế này, rồi thầy cô bắt đầu chèn vào một bức ảnh chiếc xe đạp. Ở đây thì tôi lấy ở trên Google và tôi dùng cái công cụ là chụp màn hình và tôi chụp lại cái xe đạp, cố gắng để bức ảnh hình vuông rộng nó ra, và để lát nữa chúng ta cắt cái vòng tròn nó che kín được cái xe đạp. Rồi đấy, cái bức ảnh xe đạp đã vào được trong slide. Bây giờ chúng ta chỉ việc cắt cái ảnh chiếc xe đạp thành một cái hình tròn. Thế bây giờ chúng ta cắt thế nào? Thì chúng ta sẽ vào cái insert này. Đấy, chúng ta vẽ cái hình nhá. Chúng ta vẽ cái hình vòng tròn. Đấy, vào công cụ này, vẽ vòng tròn này, một tay ấn shift và một tay kéo thì nó sẽ tròn vo luôn ạ. Và ấn vừa ấn shift nhá, vừa kéo. Làm thế nào để cái vòng tròn này nó sẽ che kín cái xe đạp? Sau đó chúng ta kích chuột ra ngoài và chúng ta sẽ nhấn chọn, đầu tiên là nhấn chọn cái ảnh xe đạp đã, xong giữ shift nhấn chọn tiếp vòng tròn, và các thầy cô nhấn vào đây ạ. Vâng, đầu tiên là nhấn vào đây này, sau đó chuyển xuống cái nút ở bên dưới. Đấy, nhấn vào đây thì nó sẽ cắt cái xe đạp thành hình tròn. Bây giờ thì chúng ta cho cái vòng ở bên ngoài, tức là cái đường viền của xe đạp ấy, nó có cái màu gì thì do chúng ta chọn. Sau đó chúng ta cho cái viền ấy nó dày lên. Ở đây tôi đặt 6. Đấy, thì nó thành một cái vòng tròn bao quanh chiếc xe đạp như thế này. Rồi sau đó thì chúng ta bắt đầu là vẽ thêm một cái mũi tên, nó chỉ để lát nữa nó quay đến đâu nó chỉ đến đấy. Thì chúng ta chỉ vẽ một cái mũi tên mảnh thôi, nho nhỏ, để chúng ta gắn vào giữa cái đường kính ở giữa cái xe đạp này nè. Cái đầu mũi tên nhỏ nó sẽ ra bên ngoài, hai bên nó cân xứng nhau. Sau đó chúng ta nhấn chọn mũi tên, nhấn chọn vòng tròn xe đạp, và chúng ta Ctrl G, tức là group hai cái đối tượng vào để nó thành một. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ các cái thanh tiêu đề xung quanh cái vòng tròn xe đạp nhé. Thì chúng ta vẽ những cái hình chữ nhật thế này, xong chúng ta đổi màu nó đi, Ctrl D, đổi sang các cái màu và no outline, tức là không có cái viền xung quanh nhé. Xong chúng ta cứ Ctrl D, nó sẽ ra một loạt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đổi màu từng cái ô này một. Các cái ô màu này thì sẽ khác màu nhau để nó dễ phân biệt. Sau khi đổi màu xong thì các bạn hãy chọn tất cả các cái ô này vào, kéo nó vào. Và chúng ta Ctrl D, giữ phím Ctrl D và nhấn cái chữ D thì nó sẽ ra thành một cái nhóm hình thứ hai. Chúng ta để nó sang đối diện ở bên này. Rồi sau đó chúng ta lại đổi cái nhóm ở bên trái, nó khác hình, khác màu ở cái bên phải đi là xong. Các bạn quét chọn tất cả các cái khối hình vừa vẽ xong này, chúng ta kéo đặt nó đúng vị trí, xong Ctrl G, tức là nhóm tất cả nó vào một. Và bây giờ chúng ta được một cái khối rồi. Và bây giờ thì chúng ta chỉ việc là vẽ một cái vòng tròn. Chúng ta trở lại cái slide đầu tiên mà chúng ta vẽ ra cái xe đạp đó. Chúng ta vẽ một cái vòng tròn nhé. Đấy, để nó rộng hơn cái xe đạp. Để chúng ta làm nền bên trong. Đó, vẽ để cho nó chùm lên cái xe đạp. Sau đó chúng ta copy cái vòng tròn đó và chúng ta dán sang cái slide nền này. Đấy, và bây giờ chúng ta đổi màu cho cái vòng tròn ấy thành màu trắng. Chúng ta gạt cái này về để cho nó trắng hết lên và nhấn sang no outline, thế để nó tạo ra một cái nền cho cái vòng tròn quay đấy ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ trang trí những cái con vật ở xung quanh cái vòng tròn. Thì chúng ta vào insert này, vào cái icon này để tìm các cái con vật. Chúng ta đưa các cái con vật vào đó, nhấn vào xong là insert vào, đặt nó các cái vị trí rồi đổi nó sang màu trắng. Cứ như vậy thì chúng ta sẽ làm lần lượt cho đến nó hết cái vòng tròn như thế. Sau đó chúng ta trở lại cái slide 1, copy cái xe đạp và chúng ta dán nó vào đây, copy paste, đặt nó vào giữa tâm của cái vòng tròn quay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vẽ cái giọt nước ở giữa để làm cái điều khiển nhé.
chúng ta vào cũng vào insert này, hoặc là chúng ta vào các cái hình khối này, chúng ta tìm cái hình cái giọt nước này này. Đấy, một tay nhấn shift, một tay kéo thì nó sẽ như cái giọt nước này. Chúng ta làm nó đổi màu đi ạ, đổi sang màu cam. Đấy, nhấn vào cái no outline để không có viền á. Chúng ta cũng đặt nó cân xứng vào giữa, vào giữa cái vòng tròn. Rồi, đấy, và bây giờ chúng ta bắt đầu tạo hiệu ứng. Chúng ta nhấn vào xe đạp, nhấn vào animation này, chúng ta nhấn vào cái spin này, là nó quay. Đấy, thì cái xe đạp nó sẽ quay. Và sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh cách cho nó quay như thế nào. Thì để on click, xong đó chúng ta giảm đi cho nó quay nhanh. Thì để xuống 1 thôi, thì nó sẽ quay nhanh hơn. Bây giờ là đến cái phần điều chỉnh cái chức năng rất là quan trọng để nó quay theo ý muốn của chúng ta. Các bạn nhấn vào cái chức năng này nhé. Đây, tôi sẽ zoom nó vào để các bạn nhìn thật rõ. Đầu tiên thì các bạn nhấn vào cái này. Rồi, đấy, sau đó các bạn kéo chuột xuống để nhấn vào cái anti next click, tức là nó quay đến khi nào mà click tiếp. Sau đó các bạn nhấn xuống bên dưới cái chức năng này và các bạn nhấn tiếp, tức là khi nào chúng ta nhấn vào cái giọt nước á, cái mà hình vẽ giống giọt nước đấy, chính là tear drop này này. Rồi thì chúng ta đã xong cái việc là nhấn cho nó quay cái xe đấy, nhấn vào cái như cái giọt nước thì nó sẽ quay xe. Nhưng mà bây giờ nó cứ quay mãi thì làm thế nào để chúng ta dừng được cái hình này? Bây giờ chúng ta phải thêm một cái hiệu ứng cho cái vòng xe đạp này. Chúng ta nhấn chọn vào vòng xe đạp và nhấn vào cái hiệu ứng này để cho nó dừng đấy ạ. Đây, tôi sẽ zoom vào. Chúng ta thêm một cái hiệu ứng thứ hai vào cái bánh xe đạp. Đấy, và bây giờ thì chúng ta chỉ việc điều chỉnh thôi, nhấn vào cái on click này. Sau đó chúng ta mở cái hộp này ra, nhấn vào khi nào nhấn vào cái hình cái giọt nước á, cái hình vẽ giọt nước đấy, tear drop 3 thì nó sẽ dừng. Và bây giờ chúng ta thử trình chiếu xem hiệu quả, nhấn một cái nó sẽ quay, nhấn vào lại một cái nó dừng đấy, tức là nhấn vào nhấn lại nó sẽ dừng. Vâng, và như vậy là chúng ta đã điều chỉnh xong cái vòng quay của chiếc xe đạp. Thế thì tùy các thầy cô có thể đặt con vật ở xung quanh để cái mũi tên nó chỉ vào đâu thì đến con vật đó, hoặc chúng ta đặt tên học sinh, hoặc chúng ta đặt cái số điểm phần thưởng để cho các em tham gia cái vòng quay này. Cảm ơn các thầy cô đã xem video, rất mong các thầy cô tiếp tục ủng hộ để tôi sản xuất các cái học liệu tiếp theo.